Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Cặp đôi quyền lực nhất Hollywood toàn Kim Kardashian đệ đơn ly hôn. Theo thông tin từ tạp chí Variety đăng tải vào ngày 19 tháng 2 theo giờ địa phương, nữ hoàng quyến rũ Kim Kardashian đã đệ đơn ly hôn Kanye West. Trang tạp chí cũng cho biết phía đại diện của cô đã xác nhận thông tin nhưng không thông báo chính thức. Cuộc hôn nhân của Kim Kardashian và Kanye West kéo dài 7 năm, cả hai có 4 người con. Vào đầu tháng 1 năm 2021, cặp đôi dính vào tin đồn ly tán sau nhiều trang thông tin đăng tải nghi vấn rạn nứt. Báo VN Express dẫn tin từ tạp chí Variety, Kim Kardashian và Kanye West đã hoàn thành xong các giấy tờ liên quan đến việc ly hôn. Một trang tin khác là TMZ cũng thông tin rằng cuộc ly hôn diễn ra khá êm đẹp, cả hai người đều thống nhất giám hộ chung về mặt pháp lý và thể chất với 4 người con chung. Việc ly hôn xảy ra bởi Kim đã suy nghĩ thấu đáo, cô ấy nghiêm túc trong việc thi cử với mục tiêu trở thành luật sư. Cô ấy đồng thời muốn theo đuổi chiến dịch cải tạo trại giam, cùng lúc scan tranh tự cử tổng thống và nói đủ thứ lăng nhăng, sức chịu đựng của cô ấy đã tới giới hạn, một nguồn tin từ Bestseek tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho rằng Ken bị rối loạn lưỡng cực khiến Kardashian cảm thấy mệt mỏi và quyết định ra đi. Kết hôn năm 2014, chung sống 7 năm và có 4 người con, Kim Kardashian và Kanye từng là gia đình gương mẫu đáng mơ ước của làng giải trí Hollywood. Trước thông tin cặp đôi này ly hôn, nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối. Thật sự, phụ nữ đẹp và giàu thì cần gì níu giữ một người đàn ông? Không liên quan nhưng chị Kim đẹp thật đấy mọi người, mê cái thân hình đồng hồ cát quá luôn. Thôi xong, hóa ra mãi mãi là 7 năm à. Hồi trước thích cặp này cực, 4 đứa con cũng rất đáng yêu. Lần chia tay với Ken này đánh dấu 3 lần đổ vỡ hôn nhân của Kim Kardashian. Trước đó, cô từng lên xe hoa với cầu thủ bóng rổ Kiss Humphrey và nhà sản xuất Diamond Thomas. Hiện tại, thông tin này vẫn chưa có dẫn chứng cụ thể và xác minh chính thức từ đôi bên. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.